Rồi, xin chào anh chị và các bạn trở lại với chân đồng xe hơi à, Tháng 1 tuy nhiên thì các bác nào Vẫn thích những cái đầu xe như Xpander chúng ta không phải yên tâm Đa phần hiện nay Xpander là bàn xe nhập khẩu nguyên chiếc à, Hỗ trợ thì Hỗ trợ thuế từ nhà máy à, Chúng ta đóng thuế nhà nước vẫn 10% Và à, Để mua được xe 022 2 thì chắc chúng ta động vào khoảng tầm 2 đến 3 tháng nữa để Mình yên tâm Thoải mái lựa chọn Trong khi cái mức giá đang khá là thơm khá là đẹp rồi à, uh, Mitsubishi Xpander phiên bản rẻ nhất là phiên bản số sàn 550 triệu uh, hiện nay đang được hỗ trợ giảm giá vào khoảng 55 triệu thì mức giá bán thực tế nó chỉ khoảng 500 triệu thôi 500 thì chúng ta lăn bánh ở tỉnh địa phương như Bắc Ninh Bắc Giang thì dao uh, động vào khoảng uh, 555 triệu tam hoa Đây, gọi là đã bao gồm cả đăng ký đăng kiểm rồi uh, phiên bản số tự động rẻ nhất 630 triệu thì hiện nay à, đang được hỗ trợ 100% thuế trước bạ tương đương 63 triệu đồng thì giá bán thực tế nó đâu đó vào khoảng tầm 567 triệu đồng thì à, chúng ta lăn bánh vào khoảng tầm 635 giá khá là thơm đúng không ạ uh, à, Sonet hay là Rise thì uh, chắc vẫn phải chờ đến khoảng tầm 3 tháng hoặc 6 tháng chúng ta mới có xe à, nhập khẩu gầm cao 7 chỗ đa dụng một năm bán khoảng tầm uh, 20.000 xe yên tâm phụ tùng thay thế giá rẻ giá lăn bánh đâu đó khoảng tầm 635 quá thơm đúng không ạ à, bác nào muốn nhận thêm khuyến mại thì alo giúp em Có hotline là đính kèm trên màn hình nhé đặc biệt là các bác ở Bắc Ninh Bắc Giang Lạng Sơn à, hai phiên bản còn lại như là X-Bender Xpander X-Bender phiên bản đặc biệt thì ba đầu xe đấy chúng ta có khuyến mại là 50 lệ phí trước bạn tức là cao hơn vào khoảng tầm 20 triệu à, phiên bản Cross thì uh, 670 chúng ta được giảm giá khoảng 33 triệu đồng thì mức giá bán nó khoảng tầm 630 lăn bánh đâu đó vẫn suy soát khoảng tầm 700 triệu à, phiên bản uh, hai phiên bản đặc biệt kỷ niệm thì uh, thật sự các bác là xe khá ít và thêm bớt thì nó không được nhiều nhưng mà nếu anh chị có nhu cầu quan tâm lái thử từng đầu xe thì có thể alo trực tiếp qua bên em để mình sắp xếp đặt lịch lái thử nhé hiện nay thì những cái đầu xe Xpander này chúng ta khuyến mại khá tốt, khá nhiều. Như em nói trong đầu video ấy, thì phần tầm 2 đến 3 tháng nữa thì cái đầu xe 2022 mới về cơ. Nên là mình có thể hoàn toàn thoải mái lựa chọn. hiện nay thì bán chính là vào khoảng ba đầu xe là Xpander bản tự động phiên bản thường, Xpander tự động bản đặc biệt kỷ niệm và Xpander Cross. số sàn thì do ảnh hưởng dịch bệnh nên là bán cũng không nhiều nên là giá rất là linh động các bác mua thì cứ alo bốc bốc máy lên alo giúp em thì bên em sẽ báo giá từng phiên bản từng màu làm sao mà chúng ta lựa chọn được cái xe tốt nhất này giá bán hợp lý nhất này mà trong cái thời điểm mập mờ năm mới năm cũ như này rồi xin chào và hẹn gặp lại trong những cái video tiếp theo